わかった。隊長、直撃させてください。わかった。ああ、任務の資料は全て頭に入っている。了解。この任務、思ったより簡単じゃなさそうだ。わかった。この道は前にも歩いたの。気のせいか。了解。素材習得。わかった。ああ、任務の資料は全て頭に入っている。隊長、目標を発見しました。隊長、直撃させてください。Thank you.
した音声は聞いたかしら。何か気になる点は？あなたも気づいたのね。ええ。誰と話していたのかしら。彼は相手のことを天上の人と言って歓迎し、人類の言葉を教えると言っていた。これはセントフォンテーヌに出現した謎の生き物と関係しているのかしら。あなたはどう思う？あなたは真面目ね。あの音声を聞いた後、類似した音声を補足できないか音波追跡機をいくつか設置しておいたわ。時間があったら回収しましょう。Lý do mà cá nhân mình không hề đánh kiểu tên tập của từng tập một nó như nào ấy, bởi vì căn bản một phần là thời điểm đấy mình không có thời gian, và thứ hai nữa đó là vì xen lẫn giữa các video mình sẽ làm về này về kia vì nó lộn với nhau ấy, thế là thay vì. Suy xét kỹ nội dung mà cứ chờ đợi ta. Chỉ dẫn như theo để khai thác xem sao.了解. Kiểu các tập này nó tương đối ngắn ấy, drop free lưu truyền và main lưu truyền tương đối ngắn, thế nên cắt thành từng video một hàng không có ý nghĩa lắm, tại vì đấy là tập trung một thể cùng lúc luôn, thì nó tạo thành một trọn bộ một dạng. Sau nữa thì bạn xem thì với những bạn đang cần phải xem quá lâu thì nó không vấn đề gì, nhưng đối với bạn xem thì bạn biết được đường cách nào để mà thắng, cách nào để mà liên tiếp ấy, thì nó tương đối hơi phiền cho các bạn mà theo dõi.わかった。舐められているよね。足元に気をつけて警戒するように。総員集合、出撃。目標地点確認。総員集合、出撃。Nhưng với những lưu truyền này thì mình phải làm. Mục tiêu chỉ cần cẩn うまくいけば、あの音声がどこから届いたの。追跡機が類似した音波を補足したわ。出どころは案の定。空中の不明飛行物体よ。今後もそういう音声を補足するかもしれない。黒幕の秘密はこれらの音声にあると。
私の勘がそう言っているわ。お疲れ様。よくやったわ。Mấy khoét này nhanh thôi, nó chỉ kéo dài tầm khoảng 5 phút rồi. À, tại sao có cái... Tại sao có cái lựa chọn trốn ở xa tốt nhỉ? Senpai, chút tổ sâu đan ni nốt tê hô xin ya kê đô. Còn cái...ほんまにやらかしてしもうたみたいで。Trước khi nghĩ cách giúp ấy, thì nhất hãy xưng hô bằng em và anh, hiểu chưa? Bởi vì chúng ta đang tiền bối với nhau, chúng ta đều nó nhất nó là hậu bối của mình, còn mình tiền bối của nó. Thành ra việc là đôi khi mình không hề hiểu được là bên phía bên Việt sắp của Hoan Cãi họ được trả bao nhiêu tiền để mà họ dịch ra những cái đoạn này thể cái đoạn xưng hô.Cái toàn nhớ được ta tập phát của suy nghĩ của mấy ông bên dịch thuật. Mấy ông có thấy số tiền mấy ông được trả nó không xứng đáng với số công sức mấy ông bỏ ra để ông dịch thuật? Có thể luôn vậy. Cái này thì kiểu rấp rủi cực kỳ luôn. Mình biết thừa cái đoạn thả dịch thuật của bên Genshin còn hay hơn nhiều. Nhưng có chuyện nó không hay bằng con cai. Con cai thì nó hay có chuyện. Nhưng mà dịch thuật thì nó rấp rủi quá chứ. Thầy chô ngà mukashi mitai ni yasashiku shite kurehen no ya.頭をなでなでしてくれへんし、腕を組んで街を一緒に歩いてもくれへん。Khoác tay đi dạo, the fuck? Nè, à, khoác tay, ừ. Chứ tôi tưởng con Caron nó đi khoác tay May. Mẹ ở đây là một sự hỗn láo. À, tôi không nghĩ mình ác đến mức. Không, thực ra tôi thích cùng chọn lựa chọn này ấy. Thôi.それは例え話。とにかく体調を怒らせてしもうたんや。なあなあ、散歩に付き合ってくれへん？先輩。任務の状況とか話し合いながら気分転換でもどうやろう。Serima kiếm Arahato rất được Siegfried yêu thích. Bố kia này yêu thích. Senpai, uchi no kimochi wakaru yaro? Nếu như bên dịch thuật, nó dịch thuật ẩn hoa đàng hoàng về việc em mới có thể hiểu những của em không? Phải không? Thì thế luôn là tôi bắt thì Carol nó sẽ không chịu đứng ở trong chịu đứng trong mắt tôi.Nhưng mà vì dịch thuật làm ăn như xịt cho nên là chúng ta chỉ tiền bối và tiền là hậu bối với nhau thôi em ạ. Chị vừa nói xe giá tử và cắt tôi được kìa đồ. Số này ô bố tôi à nãy gì. Sko si hàn lôn si tay kì mô chì mô à được kìa đồ. Cứ chì nì đê kì hèn nô ya. Ima nô uchi wa go. Ukkutsu. So. Ukkutsu si tô lưng ya.いや、この鬱屈を発散する。堪忍な先輩、今は真面目な話をする気分にはなれそうにないんや。どこに行く？わからん。とにかく歩いてみる。わかった。了解。この任務。どこ行くん、先輩。
発散するため？ううん、中にお宝が入っとるから。どこ行くん先輩？もうちょっと可愛い敵はおらんの？ここに置いたんやろ。殴ってみる。爆発はストレス発散。どつくなら先輩。目標地点確認。何これ。時間がない。急ぐわよ。目標地点確認。任務の資料は。この子羊かわいいから、とつくんはちょっと心が。じゃあ帰るか。あかん、まだすっきりしてへんよ。今は後悔しとる。めっちゃ後悔しとる。こんだけ殴ったら腕と太ももが太なる。いや殴らへんと気が晴れへんし、殴ったら後悔するし、全部うまくいく方法はあらへんのかな。
せる必要ないやろ。適度に体を動かすのはスタイルの維持になるけど、もし部位を間違えたら嫌やろ。体中が筋肉だらけとか可愛ないもん。À, tôi vẫn nhớ là mẹ của Caron. Thực chất là mẹ Caron thì vẫn là phụ nữ ấy. Ban đầu vẫn là phụ nữ Valkyrie mà. Chứ làm sao chuyện đàn ông chuyển giới rồi trở thành đàn bà, sau đó đi gia nhập để làm Valkyrie đúng không? Chắc về căn bản, tôi không nói thật đây nó gọi là kiến thức liên quan đến giới tính thì nói chung là nó cũng hơi nhạy cảm tí, nhưng mà tôi thực sự ấy là tôi, bởi vì tôi không tìm hiểu sâu vấn đề này, nhưng mà theo tôi nghĩ ấy, đó là nghe có vẻ hơi động chạm, nhưng mà người chuyển giới thì tôi không nghĩ là kiểu họ sinh con đâu, tức là đàn ông chuyển giới thành đàn bà ấy, thì tôi không nghĩ là họ có thể sinh con được. Vì thế nên với suy nghĩ vậy nên tôi đoán là, và thông tin tôi tìm hiểu về thông tin mẹ của Caron nữa, thì như mẹ Caron trước thì vẫn là phụ nữ, nhưng mà về sau là trong các chiến vụ ấy rồi bị nhiễm một cái loại căn bệnh gì hoặc là cái gì đấy, dẫn đến việc là bị cơ thể sau về biến thành giống hơi đứng đàn ông. Trên căn bản thì mẹ Caron ở phụ nữ, đó lý do sao vẫn có Caron ra đời được vậy. Mukashi mama ga gakkou ni kuru to itsumo classmate ni warawareta. Taichou mitai yatta ra ee no ni.スタイルええし、細いところは細いし、大きいところは大きいし、とにかく隊長みたいな綺麗な女性になるって決めたから。レクエンニャ、レタオサイ。でもママの遺伝子も入っとるから、遺伝的に筋肉はつきやすい体質やと思う。もうええわ、戻ろ。ぼちぼち発散もできたし。先輩、おおきに。後輩の文句を聞いてくれるところ、ポイント高いで。Giờ tôi nhớ là tôi chơi test thử xong cái video test thử skin Caron thì tôi nhận ra đó là trong Alpha không hề có skin Caron, à không, cả nó không có loại skin. Tôi nghĩ trong video cũng nên dừng lại đây không nhỉ, cho mình làm thêm một bài nữa. Xem mày nói gì á.調べなきゃいけないことがたくさんあるわね。衛星映像が全て嘘なら、今私たちが持っている資料の信憑性はかなり低くなる。まずは地図の信憑性を確認し、それから探索を開始して、ここから出る方法も探さないと。あと市民たちの状況も把握しないといけないわ。生きている人はいないのか、全員どこに行ってしまったのか、大規模な殺戮または避難をした形跡はないか、それと空に浮遊しているものの正体、セントフォンテーヌに隠れた敵とその目的、そして一番大事なこと、私たちの任務の核心でもあるベルトさんの行方と彼の身に一体何があったのかを調べること。今把握できている情報があまりにも少なすぎて、どんな手がかりも重要になってきそうね。行動を開始しましょう。À, nó loát hơi lâu nhưng mà không, có vẻ không truy cập nhiều nữa. Kirol, 外に行ってたの？何かあった？
先輩に女の子の悩みを聞いてもらっとっただけです。Này, đừng có nói, anh nói kiểu dễ gây hiểu lầm vậy. 女の子の悩み？先輩、言わんといてよ。聞かないでおくわ。戦場でのチームワークの多くは日常生活で培われるものだからね。あなた、それからキャロル、ちゃんと仲良くしてね。Đúng không? Thằng Joey thì nó liên quan quá gì mà nó vừa tặng đi. そうだ、あなたとキャロルに任せたい任務があるの。詳細はキャロルが知ってるから、あの子に教えてもらって。はーい。với câu chọn hài hước này chúng ta sẽ có nhiều mặt hơn về các nhân vật nhưng mà. 自分の名前には敏感やからね。100メートル先でもうちの名前は聞き逃さへんよ。そうや先輩、急ぎやないけど任務があるって隊長に言われたんやけど、とりあえず情報を共有しとくで。結論から言うと、エネルギーがピンチなんや。先輩も知っての通り、うちらの補助装備は崩壊エネルギーを使っとって、さらにセントフォンテーヌでは崩壊エネルギー通信機しか使えへん。ほんでエネルギーの消耗が予想をはるかに上回っとることに隊長は気づいたんや。せやろ？だから人を頼るよりもまずは自分を頼らへんとね。自給自足や。本来ならこの世界の崩壊エネルギーの 99% は月に封印されとるから、地上に残された崩壊エネルギーはめっちゃ薄くて抽出するのがえらい難儀なんやけど。Thì có vẻ là mấy ông trên phây ông này nó đúng ấy. Như anh em bị phong ấn được 99%, còn 1% lại thì nó vẫn còn. Thì bảo sao mà thì tôi cũng như vậy chứ. Các vũ khí nó vẫn còn đang sử dụng ở trong cốt truyện chính, thì các vũ khí nó đều vẫn dùng năng lượng Honkai. Thằng Men nó vẫn bị dính Honkai, nó vẫn bị Honkai, nó bị nhiễm. Thì suy ra vẫn phải có năng lượng Honkai chứ. Chứ nếu kia nào phong ấn toàn bộ thì thì nếu như vụ đấy ra thì coi như là tất cả mọi thứ liên quan đến hoàn ca nó đều không có hoạt, không còn duy trì nữa. セントフォンテーヌには使えるものがあるって隊長が言うとった。そう、あの交渉や。セントフォンテーヌの赤い結晶は地下の崩壊エネルギーが強制的に引き出された産物なんやって。Tức là mấy cái khối kết tinh này nó đều là năng lượng Honkai kết tinh lại. Khá thú vị. Yo, わからへんけど、面倒な抽出や生成作業はせんでも大丈夫で、叩いて持って帰ればええみたい。こないなもん、もらわな損やろ。Và nó với một lồng độ Honkai mà cách mà trong này mà trong cái thành phố này mà nó còn bảo là ít, và nó bảo nó đồng độ hoàn cả sức mạnh hoàn cái nó đang bị loãng, tức là rất ít, mà trong đấy cả thành phố này mà nó chỉ đáng với 1%, thì không biết tưởng tượng 99% này nó sẽ khủng khiếp cái nào mà nó còn bảo loãng ấy. ということで先輩、時間があったら一緒に交渉の収集に行こな。Tôi nghĩ chắc video sẽ dừng lại thôi. Và xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.